Một làn da căng, mịn, một làn da mát rượi, mịn màng. Mình nhìn mình trong gương, chính mình cũng hài lòng chính mình. Gương mặt rạng rỡ, một gương mặt không tì vết, vết nhăn biến đi, tàn nhang biến đi, mà đặc biệt vết nám mờ đi. Đó mới là lý do mà khách hàng, hàng trăm ngàn, kể cả cả triệu khách hàng trên toàn thế giới đã phải đồng ý một điều: EV Princess Cosmetics xứng đáng với tên gọi là dược mỹ phẩm, mà là dược mỹ phẩm hàng đầu. Thưa quý vị, cả nhà Thanh Tùng đã sử dụng, cả nhà đều đẹp. Ba Thanh Tùng sử dụng, mẹ Thanh Tùng sử dụng, em của Thanh Tùng sử dụng, em dâu của Thanh Tùng cũng sử dụng. Rồi bây giờ người quen trong nhà ai sử dụng cũng đẹp. Mẹ Thanh Tùng sử dụng cũng đẹp, ba Thanh Tùng bây giờ sử dụng cũng đẹp nha quý vị. Em dâu Thanh Tùng sử dụng cũng đẹp. Và lời nói mà chúng tôi nghe được từ những quý khách hàng đã sử dụng EV Princess là sao ạ? Con sử dụng đẹp, mẹ sử dụng đẹp, chồng sử dụng đẹp, ai sử dụng EV Princess cũng đều đẹp như nhau. Mời quý vị nghe thử một số những lời chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của những quý khách hàng đã vui mừng khi trẻ lại đẹp ra nhờ EV Princess Cosmetics sau đây. Vẫn cảm ơn cái cô hoa hậu này. Thì sau này thì lúc nào đi đâu đó thì cũng người ta cũng khen, trời sao sao đẹp quá vậy, sao đẹp quá vậy, thì cứ chỉ cho người ta truyền vậy thôi. Chứ là rất cảm ơn là EV Princess, cũng cảm ơn cô hoa hậu đã, người ta thì rất là khôn đó. Xài sản phẩm nào thì nó phải là tiền mắt rồi thì phải hiệu nghiệm. Mà khi mình xài không hiệu nghiệm mà xài vô cái da mặt có khi nó hư nữa. Thành ra thì mỹ phẩm thị trường bây giờ nó rất là nhiều, đâu có biết ở chỗ nào, chỉ có này là đặt niềm tin. Cho nên tất cả bà con xài đi, thì khi mình xài mình tự tin rồi, mình đẹp rồi, thì đó là mình một cái khôn của mình rồi. Thì xài đẹp rồi, mấy đứa con nó, ủa sao mẹ mình trẻ quá vậy, cảm thấy được một chút niềm vui. Xài mình tự mình coi kiến cùng ngọn thấy đẹp nữa hồi chi ai. Thì hôm nay muốn nói nè, rồi tất cả những người cô bác, những người già, mình còn chết, nói mình chết thì thôi, mình còn sống thì lúc nào mình cũng muốn cho mình là nó trẻ, nó đẹp đến ngày mình nhắm mắt thôi, chứ bây giờ biết nói gì hơn. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.